Em xin chào toàn thể các bác nha. Đã lâu lắm rồi thì em cũng không làm được cái video cho các bác cùng xem. Thì cách đây được 1 tháng rồi thì do cái thời gian em cũng bận quá thì cũng không có thể làm được ra được cái video đều đặn. Thì hôm nay thì em xin phép làm cái video về cái bưởi Ruby mọi người nhá. Thì kênh này thì em chỉ làm về bưởi Ruby thôi mọi người nhá. Đây thì trước đây thì em có quay những cái bưởi này cho các bác xem này, nó có quả đó. Có những cái bưởi mà nó có quả thì nó còn bé, thì bây giờ nó cũng được 1 tháng rồi các bác, thì quả nó ra to phải không ạ? Đây, bây giờ quả nó cũng đã rất là to mọi người nhá, chỉ 1 tháng thôi ạ. Đây ạ, đây có em có một tay nó quay cũng hơi khó, mọi người xem đây, quả cũng rất là to, nó rất là nhanh phát triển, rất là nhanh này. Đây ạ, đây là mà cái cây này nó cũng không được sai quả mấy đâu mọi người ạ, cây này có vài quả thôi. Đây, năm đầu đây mọi người nhá, quả chùm đây nhá. Đây mà bưởi Ruby này nó cũng có 2 loại quả mọi người nhé. Ví dụ là cái cây này thì nó cũng ra cây chu, mà nó ra có nó do nó ra, ra có cả loại chu mà loại tròn trên một cây mọi người nhé. Còn nó không phải là chum hết đâu, có quả thì nó vẫn tròn, có quả thì nó chum. Nó cũng giống như một số cây bưởi diễn vậy, có một có quả dài, quả tròn. Đó thì nó cũng không có gì là lạ lắm cả. Nhưng mà thường thường với những cây bưởi Ruby này thì thường thường quả của nó sẽ chum là nhiều hơn là tròn. Đây mọi người xem này, đó trên kia quả kia cũng rất là to kìa. Đây thì tầm 1 tháng thì cách đây được 1 tháng thì quả cũng rất là to. Đây kia còn quả kia bị bi, quả kia là do bị nhện đỏ, mình không chăm sóc được nên là không phun phòng được nên là quả nó bị nhện đỏ nên là nó không lớn được. Đây mọi người xem này, đây là cái cây bưởi Ruby mà em ghép cải tạo này. Em ghép cải tạo đợt em có quay với mọi người xem đó, thì bây giờ nó ra tiếp đợt lộc này, đợt lộc thứ ba mọi người nhá. Đợt lộc thứ ba nó lên rất là tốt, là đều kìa. Thì em, chút nữa em vào em quay gần cho mọi người cùng xem. Đây để em quay sang những cây bưởi có quả cho mọi người cùng xem này. Đó, đây mọi người xem kia, như quả trên kia đó, như cái quả quả kia mọi người có thấy không ạ? Em quay nó hơi bị tối này, em quay đây. Đó, như quả có mọi người thấy kia, quả kia bây giờ cũng phải tầm cỡ 1,5 cân rồi mọi người nhá, phải tầm cỡ 1,5 cân rồi. Đó, cái này cũng có vài ba bốn quả đây, em quay xa mọi người xem này. Nhé, phải tạo cây cũng rất là tốt, xanh này, mặt trời hôm nay cũng rất là đẹp mọi người nhá, cũng rất là đẹp. Thì hôm nay thì em xin phép làm cái video, vì thời gian này em cũng đang rảnh hơn một chút thì em cũng làm vài clip về những cái giống bưởi Ruby này. Cây thông dụng của Ruby này em được cải tạo trên đất Yên Bái mọi người nha. Đất Yên Bái, đây mọi người xem đây. Đây tốc độ của nó lên rất là nhanh này mọi người này. Như bây giờ mà hai tay mình ôm vào là không hết rồi mọi người này. Như quả này thì tầm tầm hơn cân, quả này tầm cỡ cân dưới này. Đó, quả nó rất là nhanh, lên rất là nhanh. Này quả này nếu mà mình chăm tốt mà nó bình thường phải hơn 2 cân mọi người nhá. Hơn 2 cân. Đây mọi người xem. Đây Subi đấy ạ. Đây do những quả này em không phun phòng được nên là nó cũng bị nám nám, muốn nó kiểu bị dị sắt này, nhện đỏ đấy ạ. Đây mọi người xem thì gốc nó cũng rất là rộng rạp, thế này thì em cũng chả có chăm bón như quả. Đây mọi người xem này. Đây cái chỗ này thì nó có 2 quả, lúc đầu là nó cành nó vắt sang đằng này cơ, nhưng mà tại em sẽ vắt vào trong đây cho nó đỡ bị gãy, nhưng mà em để ra bên ngoài nó sẽ bị gãy nhá mọi người nhá. Thế là 2 quả nhá. Đây mọi người xem, rất là sai mọi người ạ. Nếu mà đợt trước mà em phun phòng được nấm đầy đủ ấy, thì chắc chắn là cây sẽ rất là sai. Nhưng mà đối với em một cây mà bói năm đầu ấy, năm đầu tiên có 1 năm tuổi thôi mà nó cũng đã được như vậy rồi, thì mọi người thấy nó có khả quan không? Đây cây nó rất là xanh tốt mà nó không bị hiện tượng là vàng lá như những cây da xanh nhá, như những cây da xanh hoặc những cái dòng bưởi khác. Đây trên kia cũng có quả mười kia đó. Đó, đây còn cây này thì đợt em quay cho mọi người cùng xem này. Cây này cũng rất là nhiều quả nhưng mà nó có cái vấn đề là em không phun được cái nhện đỏ, nhện đỏ này em muốn nhìn là tấn công rất là mạnh này, mọi người thấy không ạ? Xám hết là quả này, đây đây ạ, nám hết là quả nên quả không lớn được, trên quả kia lại bị rất nặng kìa, nám đen hết rồi. Đôi cây này cũng phải tầm gần 20 quả đấy mọi người nhá. Ở đây có một đôi rất đẹp mọi người xem.
Để em lên nét cho mọi người xem. Đây ạ. Rất là đẹp mọi người này. Kia một đôi nữa kìa. Giống bưởi Ruby này mình thấy nó sờ nó vào nó rất là thích mọi người nhá. Vì nó có một cái lớp lông mềm mềm bên ngoài. Sờ nó rất là thích mọi người ạ. Đây. Đây như quả này rất là đẹp đây. Quả này mình cũng phải tầm cân tư. Cân tư mà bưởi Ruby tầm 2 tháng thì ăn được rồi mọi người ạ. Đây. Hầu như là quả chùm rất là nhiều mọi người ạ. Kia. Đó. Đó mọi người có thấy trồng bưởi Ruby này có tốt không ạ? 10 năm đầu mà đã như vậy rồi. Kia còn một số kia là em ghép sau đây cũng là giống bưởi Ruby đó. Giống bưởi Ruby ghép sau bìa cũng đang lên lộc thứ ba rồi. Đó toàn bộ đây là những giống bưởi Ruby mọi người nha. Đây hôm nay em quay một vòng mọi người xem. Bây giờ thì trời nó cũng đang nắng rồi thì em tranh thủ đi quay sang những cái cây bưởi đằng này mà đợt trước em có ghép, bây giờ nó lên cái đợt đầu còn rất là đẹp. Đây mọi người xem cái giống bưởi Ruby thì vườn của em cũng rất là rậm rạp, cũng chẳng chăm phân bón gì cả mà nó lên cũng rất là tốt này. Đây nếu mà những ai quan tâm thì có thể là inbox xuống cái có thể là bình luận xuống video nhé, mà ai thực sự quan tâm nhé. Đây ạ à, mọi người xem rất là tốt này. Đó. Đây. Nó lên lộc rất là tốt này. Mà trời nó nắng quay cũng quay được cũng khó mọi người ạ. Đây. Đây mọi người thấy lộc không? Đây để em quay cái cành cho mọi người xem này. Đây mà ra lộc em cũng chẳng phun phòng được cái gì mọi người ạ. Đây. Đang ra lộc đây là. Đây em quay lộc cho mọi người xem nhá. Không mọi người là bỏ không phải nhá. Đây đợt lộc đầu tiên này, ra đến đây là em cắt ngọn cho nó đứng lại này. Đây do đến đây là em cắt cho một đoạn này cho nó khỏi cái cành nó khỏi bị giấy này, xong là nó vươn ra đây là lộc thứ hai này và đây là đợt lộc thứ ba. Đây và sang cây này cũng như vậy mọi người nhé. Thì đây là mình ghép lứa nhưng mà còn cái lứa đằng bên kia thì em ghép sau muộn hơn tầm một tháng đó, một tháng hơn tháng. Đây em đứng lên đây quay một cho mọi người cùng xem này. Đây mọi người thấy nó lên tốt không? Kia đợt lộc ở trên kia là da nhú rất là đẹp này. Đó đây. Nhiều người bảo là ghép cải tạo với những cái cây gốc bưởi già thì nó không nên. Thì em chẳng biết là các bác ghép như thế nào hoặc là do cái cây mẹ của các bác như thế nào. Chứ bình thường em ghép như này nó rất là tốt này. Và trong khi đó là em chưa có chăm một phân bón cái gì cả. Mà cây nó rất là xanh này. Đây mọi người xem đây. Đây ạ. À. Đây là em quay trực tiếp cho mọi người cùng xem nhé. Trực tiếp trong khi đó là cây của em cũng chẳng có phân bón gì cả. Đây em quay xuống gốc cho mọi người cùng xem này. Đây gốc nhà em toàn cỏ như thế, các bác thấy có hiện tượng là em có phân bón gì không? Không có phân bón gì cả. Đây. Đây mọi người xem này, ra lộc trên kia. Rất tốt và đẹp kia. Đây mà gốc đây. Gốc đây thì các bác nhìn này. Nó dập như này này. Đó, tràn hết cái gốc này cho khi em có trong phần bón gì đâu. Đây, còn cây xanh xanh là kia to kia kia. Kia là cây Ruby em ghép được 2 năm tuổi. À, hơn 4 năm thôi. Hơn 4 năm nó còn sau cái cây. Cái cây đấy ghép vào khoảng tầm tháng 6. Tháng 6 gì đấy mọi người ạ. Thì tính cho bây giờ thì nó cũng chọn là được 4 năm đi. Thì nó cũng lên rất là tốt này. Kia. Đây kia là Ruby còn đằng trong. Thì trong kia là bưởi đỏ nhé. Những cây xanh xanh lên tốt tốt này là Ruby. Nhưng mà em ghép thấy Ruby với bưởi đỏ thì em thấy là nó lên tốt hơn cái bưởi đỏ rất nhiều này. Đây, rất tốt này. Ôi xài nóng quá mọi người. Tiền em mua suốt thì đi hôm nay được nắng này. Còn đây là cái bây đi, cây bưởi đường này mọi người ạ. Đó, đây là cây bưởi đường em ghép cải tạo trên cái gốc bưởi chua. Cây này cũng phải tầm 200 quả mọi người nhá. Cái bưởi đường này em ghép được 2 năm tuổi. Đây là gốc bưởi chua mọi người nhé. Đây là mọi người xem thì vườn em rất là rộng rãi. Có rộng này. Đây cũng chưa có thời gian để làm mọi người. Nhà ngực thì rất là nhiều việc. Mình ở nông thôn thì nhiều việc lắm. Đây mọi người xem này. Mọi người thấy lên lộc to tốt không? Zumi đấy. Đây. Đây nếu mà anh em nào mà muốn ghép chuyển đổi nhá, mình khuyên anh em nên ghép chuyển đổi sang cái giống bưởi Ruby này đi. Vì nó phát triển nó rất là mạnh này. Mà mình thấy là nó, nếu mà cái loại này mà mình chăm bón tốt như mà chăm bưởi da xanh thì mình đảm bảo là
nó rất là khỏe, nên rất là khỏe này. Vì hiện tại là bây giờ cây vườn nhà mình đây thì cũng chả có phân bón gì cả mà nó lên vẫn rất là xanh và tốt. À, với một cái điều này nữa này, thì mình thấy cái giống bưởi Ruby này thì lộc nó ra rất là nhanh, nó ra rất là nhanh. Đây những cái lộc kia nó đã ra rồi, còn những cái lộc cái bưởi đỏ hoặc là những cây bưởi bưởi da xanh nhá, mình chắc cùng lứa nó chưa ra đâu. Hoặc là những cây bưởi Ruby nó đang mang trái kia thì nó vẫn ra lộc bình thường. Và trong khi đó thì ở những cây 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 bưởi khác thì nó không hề ra lộc được mọi người nhá. Thì theo em quan sát thì cái giống bưởi Ruby này nó tầm cỡ 1 tháng hoặc là 40 ngày gì đấy thì nó sẽ ra lộc một lần. Thì trung bình 1 năm thì các bác chăm tốt thì nó sẽ được 8 đợt lộc. Đó, 8 đợt lộc thì mọi người chăm tốt thì nó có sẽ phát triển rất là nhanh. Đây là một cái cây bưởi Ruby nhưng mà do cái gốc cây mẹ này nó bị bệnh nên là sắp chết rồi. Đây ạ, đây còn đây là những cái cây bưởi Ruby mà em ghép sau. Ghép sau những cái lưới, đây là lưới ghép sau. Và cái thời gian trước nó cũng đã bị gió báo thì gây mất một số cành, nên là bây giờ cây nó cũng lơ thưa mà thôi em cũng chẳng ghép đâu, mặc nó như vậy. Đây tầm này mà sang năm thì các bác xem thì cây nó lên rất là tốt. Đây thì em hôm nay cũng quay cái video qua qua cho mọi người xem, để mấy đứa rảnh rảnh thì em mới em quay một vòng cho mọi người cùng xem nhé. Thì video của em kết thúc ở đây, xin chào mọi người nhé.